Hello everyone. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chữa đề ngày 23 tháng 3. Ok, are you ready? Let's start. Task 1, read and write yes or no. Hi, I'm Hà. Xin chào, tớ tên là Hà. I study at Hoa Sen Primary School. Tớ học ở trường tiểu học Hoa Sen. I usually get up at 7. Tớ thường thức dậy lúc 7 giờ. After breakfast, I walk to school at 7:40. Sau bữa ăn sáng, tớ đi bộ tới trường 7:40. My school starts at 8. Trường học của tớ bắt đầu lúc 8 giờ. My friends and I often play badminton at break time. My friends, các bạn của tớ và tớ thường chơi cầu lông vào giờ ra chơi. We have 3 subjects in the afternoon. Chúng tớ có 3 môn học vào buổi chiều. The school finishes at 4:30. Trường học kết thúc lúc 4:30. Ok, chúng mình bắt đầu tìm hiểu từng câu nhé. Câu số 1. She usually gets up at 7 a.m. À, bạn Hà thường ngủ dậy lúc 7 a.m. 7 giờ sáng. I usually get up at 7. So this is yes. Vì vậy câu số 1 của mình đáp án sẽ là yes. Next, she goes to school at 7:15. 7:15 đây là 7:15 đúng không? Ở trên bài xem nào, bạn ấy nói là after breakfast I walk to school at 7:40. 7:40. Vì vậy câu số 2 đáp án của mình sẽ phải là no. Next, Ha and her friends play volleyball at break time. Ha và bạn, các bạn của cô ấy chơi bóng chuyền vào giờ giải lao. Ok, trên bài bạn ấy nói là play badminton. Vì vậy câu số 3 của mình đáp án cũng là no. Next, she studies 4 subjects in the afternoon. À, ở đây nó là bạn ấy học 4 môn học vào buổi chiều. Ở trên bài thì bạn ấy nói rằng buổi chiều bạn ấy chỉ có 3 subjects là 3 môn học. Vì vậy câu số 4 của chúng mình vẫn là no. Câu số 5. Her school day finishes at 4:30. 4:30 là 4:30. Ok, mình cùng tìm lại trên bài đọc nhé. The school finishes at 4:30. Vì vậy câu cuối cùng đáp án của chúng mình sẽ là yes. Ok. Next, task 2, chuyển sang bài 2. Đọc và hoàn thành câu bên dưới. Tùng study at Nam Đan Primary School. À, bạn Tùng học ở trường Nam Đàn, tiểu học Nam Đàn. Every day he gets up at 6:30. Hàng ngày thì bạn ấy ngủ dậy lúc 6:30. This. He goes to school at 7 a.m. Ngủ dậy lúc 6:30 và tới trường lúc 7 giờ. School starts at 7:30 a.m. Trường học thì bắt đầu lúc 7:30 and finishes at 4:30 p.m. và kết thúc lúc 4:30 chiều. He goes home at 5 o'clock. Bạn ấy về nhà lúc 5 giờ. He has dinner at 7:15 in the evening. Bạn ấy ăn tối lúc 7:15. Then he does his homework or listens to music. Sau đó bạn ấy làm bài tập về nhà hoặc nghe nhạc. He goes to bed at 9:45. Bạn ấy đi ngủ lúc 9:45. Sorry. Okay. Tùng goes to school at bạn Tùng đến trường lúc 7:07 a.m. Vì vậy mình sẽ điểm vào đây là 7 a.m. Tiếp theo, he goes home at, bạn ấy về nhà lúc mấy giờ nhỉ? Ok, he goes home at 5 o'clock. Next, he's at 7:15. Bạn ấy làm gì lúc 7:15? He has dinner. Ok. He has dinner. So right here. Vậy chúng mình sẽ điền vào đây là
past dinner. Next, he's at 9:45. Vào lúc 9:45 thì bạn ấy làm gì nhỉ? He goes to bed, right? Okay. Put the words in the... Okay, vậy là mình xong bài 2, mình chuyển sang bài 3 nhé. Put the words in order, sắp xếp lại cái từ, okay. My father gets up early. Bố của tớ dậy sớm. Okay. I go to school in the afternoon. Tớ đi học vào buổi chiều. Next. My brother goes to bed at 10 o'clock. My brother, anh trai tớ, goes to bed, đi ngủ, at 10 o'clock, lúc 10 giờ. In morning, what do you eat in the morning? Bạn ăn gì vào buổi sáng vậy? What do you eat in the morning? Next, what time does your mother get up? Mẹ của cậu dậy lúc mấy giờ vậy? Okay, vậy là mình đã xong một bài nữa, đó là bài 4. Bây giờ mình chuyển sang task 5, bài 5. Okay, choose the right answer. Chọn đáp án đúng. Câu số 1 của mình có my teeth every day. Vậy là đánh răng. Đánh răng thì mình sẽ chọn là brush my teeth every day. Đáp án C. Do you want? Yes, I do. Okay, car là danh từ đếm được nè. Đúng chưa? Orange bắt đầu bằng nguyên âm O, vì vậy mình sẽ chọn đáp án đúng là an orange car, một cái ô tô màu cam. Next, what do you want? I want. Okay, đáp án A mình có a sandwich, là một cái bánh sandwich. Ở đáp án B là a sandwich. Okay, thêm S vào đây là chưa đúng này. Tiếp theo đáp án C, a sandwiches. Đã là nhiều cái bánh sandwich rồi thì không có ơ nữa, tại vì ơ có nghĩa là một. Vì vậy đáp án đúng của mình ở đây sẽ là đáp án A, a sandwich. Do you want milk? No, I don't. No thì phải I don't, đúng chưa? Hỏi là do you thì mình có hai cách trả lời, yes I do và no I don't. Vì vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án C, yes I do. Khi nào hỏi là are you thì mình mới trả lời là yes I am hoặc là no I am not. Okay. Pens are there? There are two pens. Hỏi có bao nhiêu cái bút thì mình sẽ dùng câu hỏi là how many. How old là hỏi tuổi và how là hỏi như thế nào. Ví dụ how are you, hôm nay bạn thế nào, bạn có khỏe không, thì mình mới dùng từ để hỏi là how. Còn khi hỏi về số lượng thì mình sẽ dùng từ để hỏi là how many. Sick. How is the... It's snowy. Snowy là trời có tuyết, vì vậy mình sẽ hỏi là weather. How is the weather là thời tiết như thế nào. It is snowy là trời có tuyết. Ok.